Kính lễ chư tôn thầy Đức Tăng, trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ, kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ, kính chào chư thiền nam thiền nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 381. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanatayasawanda biết Buddho Mahesi Arhang Tathā Gato Lo Kotamo Tapagaru Hichet Thako Lo Kasasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Rarapu Chanay Yakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài Phật trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, tư đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lễ lễ Phật ân, đáng cho thiền chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ viết tá sa sát thu nô lô ca na man tha sa vi na ca rô cô sáp pa nhô vô tháp bát đi phù thi sân nha tô văn đà ma hành tần na ra phù. Cái này giác cần. Pháp bảo vi nhến vàng, Như Lai soi sáng, vẹt màng, vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi sô thô su gá tá sá sa quá cô sá kha su ca mô quá rá thầm bá sá kha cô niên đà bá sân sa đi a na đá rô quá rô quan đà má hành tăng ná ra phù. Cha này gia cần. Tăng bảo tinh văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, phàm nhân ai bị. Con xin lễ lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayateche-nasikha-me-e-tu-va-tha-nang-tha-sa-vi-a-nu-pha-ve-nasa-ha-sa-ye-nasa-cha-tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật huy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 381. Bà một cha ba hu lô khích khu ba mốt cha ba hu lô khích khu ba mốt cha ba hu lô khích khu. Qua câu số 2 ha. Ba san lô bút tha sa sa nê ba san lô bút tha sa sa nê ba san lô bút tha sa sa nê. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2 ha. Bà mốt cha ba hu lô khích khu ba san lô bút tha sa sa nê. Bà mốt cha ba hu lô khích khu ba san lô bút tha sa sa nê. Bà mốt cha ba hu lô khích khu ba san lô bút tha sa sa nê. Bây giờ câu 3, câu 4 ha. A thi gat che ba đằng san tăng A thi gat che ba đằng san tăng A thi gat che ba đằng san tăng. Câu số 4. Sang kha ru ba sắc măng su khăn sang kha ru ba sắc măng su khăn sang kha ru ba sắc măng su khăn. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. A thi ga che ba đằng san tăng sang kha ru ba sắc măng su khăn A thi ga che ba đằng san tăng sang kha ru ba sắc măng su khăn A thi ga che ba đằng san tăng sang kha ru ba sắc măng su khăn. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn này.
từ trên xuống dưới. Bà mốt cha ba hũ lô phê khu ba sàn nô bố tha xà xa nề á thi ra chê ba đăng sàn tăng sàn xà rù ba sá măng su khăn. Bà mốt cha ba hũ lô phê khu ba sàn nô bố tha xà xa nề á thi ra chê ba đăng sàn tăng sàn xà rù ba sá măng su khăn. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai: Bà mốt cha ba hũ lô phê khu ba sàn nô bố tha xà xa nề a thi ra chê ba đăng sàn tăng sàn xà rù ba sá măng su khăn. Bà mốt cha ba hũ lô phê khu ba sàn nô bố tha xà xa nề a thi ra chê ba đăng sàn tăng sàn khà rù ba sá măng su khăn. Như vậy trong cái dòng kinh ha, chúng ta có hai cách đọc. Một cách đọc là chúng ta đọc nguyên bài. Cách đọc thứ hai, chúng ta dừng lại cuối câu số 2. Và quý vị đọc theo cách thứ hai này thì quý vị cảm thấy rằng tự tin hơn. Còn quý vị đọc một hơi, à, nó xin lỗi, dễ bị giữa đường gãy gánh. À, quý vị đọc một hơi thì chúng ta không tự tin. À, mà quý vị đọc hai hơi, tức là chia làm hai, thì quý vị cảm thấy rằng tự tin và đọc cái giọng nghe hùng hồn hơn ha. Một cái điều mà chúng tôi hoan hỷ là khi mà đọc cái giọng Pali, trường âm đoạn âm rõ ràng, quý vị có thể ghi chép lại, viết lại những cái từ Pali đó không sai. Cái điều này chúng ta đã thử nghiệm ha, vào cái những câu Phật ngôn của những vị độc giác Phật, chúng ta đọc lên, quý vị coi như cũng chát lên, chính xác. Đó là một sự thành công mà chúng ta thấy quý vị đã vượt lên chính mình. Quý vị đã giỏi, quý vị không còn ý lại mà tự mình ghi chép lại rõ ràng. Đó là một cái điều mà chúng tôi thấy quý vị đã thể hiện rất là tốt, cái khả năng, cái sự học hỏi của quý vị. Để rồi quý vị nghe, đây là trường âm, đây là đoạn âm, và cái từ này, quý vị có thể đã học rồi thì hiểu được cái ý nghĩa. Mà khi quý vị viết lên đúng từ ha, và hiểu được ý nghĩa của cái từ Pali đó như thế nào, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ hoan hỷ ha. Bởi vì pháp học thì chúng ta học nè, chúng ta hỏi nè, chúng ta hiểu nè, chúng ta nhớ nè, để rồi chúng ta ghi lại một cách rõ ràng cái từ mà chúng ta nghe. Khi quý vị nghe và ghi nhận cái từ đó, ý nghĩa của cái từ đó, thì cái niềm tin, sự hoan hỷ của quý vị càng mạnh hơn. Có đúng không quý vị? Khi mà quý vị viết ra những cái từ Pali mà nghe người ta đọc, và quý vị viết lại chính xác, tự nhiên cảm thấy, ồ, tại sao mà mình giỏi dữ vậy ta? Tại sao mình giỏi dữ vậy này? Nghe mà viết được cái từ Pali như vậy là thấy hoan hỷ quá chứ. Cho nên ở trong lớp học này chúng tôi rất là hoan hỷ khi quý vị đã thể nghiệm, đã thực hành và đã tiếp thu một cách rất là tuyệt vời. Phải dùng cái từ tuyệt vời chứ bây giờ không dám nói cái từ gì nữa. Không ngờ quý vị giỏi như vậy. Nghe chúng tôi đọc mà quý vị biết được cái từ Pali đó quá hay rồi.
gì xỉu hả, xỉu dạy là gì à, không hiểu không hiểu tiếng Việt Nam chứ thật sự là xin nhiều quần chat đây này, chúng tôi cũng cũng muốn xỉu à, không hiểu à, cho nên coi như thấy xin nhiều quần tiếng Việt Nam mà thấy thua rồi. Chú dạy, trời ơi chữ dạy mà trời ơi biết gì chữ y dạy chữ này thì có như ai mà đọc đọc nói trời ơi suối dạy thì nghe còn dễ chịu chứ suối mà còn dạy nữa nhá, trời đất ơi à, nhưng mà khổ đấy cái Việt Nam mà tiếng Việt Nam biết sai nhưng mà tiếng Bali là xin nhiều quỳnh là biết đúng đấy nhá. Trời ơi khổ đế vậy à, khôn là cái chỗ mà biết đúng, mà biết đúng không phải biết đúng tiếng Việt Nam mà biết đúng tiếng Bali, nghe người ta đọc là biết đúng. Trời ơi tuyệt vời, như vậy đâu có suối dạy đâu mà chứng tỏ quý vị quá giỏi. Người ta nói rằng cái gì à, cái sống sau thì xô dạt cái sống trước à, và một cái câu nói là người tuổi trẻ thì tài cao hay là hậu sinh thì khả úy à, chứ đâu có nói hậu sinh khả ố đâu à, khả úy tức là đáng sợ, đáng sợ nghĩa là sự tiếp thu của quý vị thế quá tuyệt vời. Quý vị là những người đến sau, nhưng mà bây giờ những người đến trước á, họ đến trước nhưng mà họ bó tay trong con, họ không có duyên cho nên họ tiếp thu chậm. Còn quý vị đến sau nhưng mà à, quý vị coi như tiến bộ rất là nhiều à, thôi thì nói nhiều quá, nói người nhiều chuyện, hay là giống như Chích Kim nói chúng tôi ba hoa chích chòe ha, hay là đứt chén rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta học ha. Học rồi còn sau này phải hỏi, rồi khi đó chúng ta mới hiểu tại sao câu Phật ngôn này ngộ quá, kỳ quá ha. Rồi về giọng đọc qua ly hai đây. Quý vị chào chút ha. Rồi quý vị đọc kinh trước đi, rồi kệ xíu nữa đọc ha. Rồi có điện thoại. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sẵn Khả Dạ. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của mấy ta không? Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài câu pháp cú 381 ạ. Ba móc cha bá hu lồ phích cú bá sa nô bút tha sa sa nề a thi gạch chề ba đằng sàn tăng sằng khà rù bá sa mằng su khẳng. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ba trường âm thông thường, móc trường âm nhấn, chá bá hú là ba đoạn âm, lô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, bá đoạn âm, san trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Ba móc cha bá hu lồ phích cú bá sa nô bút tha sa sa nê. Và con phân tích câu 3 và câu 4. Á thí là hai đoạn âm, gắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm nhấn, kha ru hai trường âm thông thường, bá xá là hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang kha ru bá sa măng xú khăn. Dạ con quên con
đọc lại hai câu 3 và 4. A thi gắt chê bá đăng san tăng sang kha ru bá sa măng su khăn. Dạ, con đọc lại hết bài. Bà móc cha bá hú lồ phích khu bá sa nồ bút tha xà sa nề. A thi gắt chê bá đăng san tăng sang kha ru bá sa măng su khăn. Bà móc cha bá hú lồ phích khu bá sa nồ bút tha xà sa nề. A thi gắt chê ba đăng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Tỳ kheo nhiều hơn quan tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Bà Mộc cha ba hù lô hù phích khô bà san nô bút thà xa xa này. À thị gắt chê bà đăng san tăng sẵn kha ru ba xà măng su khăn. Bà mọc cha ba hù lô phích khô bà san nô bút thà xa xa này. À thị gắt chê bà đăng san tăng sẵn kha ru ba xà măng su khăn. Dạ con có chỗ nào sai xin ngài sửa cho con ạ. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Hello, con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Nhiều quá. Qua trời người nghe rõ coi mới. Một tịnh tâm thiên vũ. Thăng thanh hoàng. Metta lắc nhân là châu phan. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho nghe âm thanh rõ. Tốt. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 381 của cô Hải Tý nè. Tha mốc cha ba hu lô bích khu pa san no bút tha xà sa nề a ti gắt chề pa đằng san tăng san kha ru pa sa măng su khăn. Tha mốc cha ba hu lô bích khu pa san no bút tha xà sa nề a ti gắt chề pa đằng san tăng san kha ru pa sa măng su khăn. Phân tích câu 1 và câu 2. Ba trường âm thông thường, mốc trường âm ngắn, chá bá hú ba đoạn âm, lô trường âm thông thường, khí trường âm ngắn, khú đoạn âm. Câu 2, bá đoạn âm, san san trường âm ngắn, nô trường âm thông thường, bút trường âm ngắn, thá đoạn âm, xa trường âm thông thường, xá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và 2. Tha mốc cha bá hú lô bích khu pa san nô bút tha xà sa nề. Câu 3, câu 4. A ti gắt chê pa đăng san tăng san kha ru pa sa măng su khăn. A ti hai đoạn âm, gắt trường âm ngắn, chê trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm ngắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang trường âm ngắn, kha ru hai trường âm thông thường, phá xá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3 và câu 4. A thi gắt chề phá đằng sanh tăng sang kha ru phá xá măng xuất khăn. Đọc lại từ đầu tới cuối bốn câu của câu Pháp Cú 381. Tha mốc cha bá hú lô bích khu pa san no bút tha xà sa nề a ti gắt chề pa đằng san tăng san kha ru pa sa măng su khăn. Đọc kệ ca kệ.
Tha mộc cha ba hu lo bích khu pa sang no phúc tha sa sa ne a thi gặp chế pa đăng san tăng sang kha ru pa sa mang su khang Bạc bồ cha ba hu lo bích khu pa sang no phúc tha sa sa ne a thi gặp chế pa đăng san tăng sang kha ru pa sa mang su khang Tỳ kheo nhiều hăng quang tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cảm ơn quý vị đã cho bông qua vỗ tay vỗ chân. Trời ơi, sao lúc này con không thấy sư cho bông qua gì hết trội vậy? Lúc này sư hạ tiện quá đi thôi. Con đọc phải cố gắng đọc dữ lắm đó. Bữa nào mà đọc nguyên hơi đó, mà thấy không xong, không ổn, phải ngừng lại, chia làm hai phần đọc á. Còn thôi là đứt bóng luôn đó sư. Dám ngày này sang năm á, là dỗ con đó, ướng vậy đó. Con nói chơi vậy thôi nha sư. Con biết sư mệt, sư đi kiếm nước, sư uống rồi. Nhưng mà sư cũng nghe con lải nhải đó. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã cho bông qua. Và tôi xin mời quý vị khác kế tiếp nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc Cô Pháp Cú 381. Thà mốc cha ba hu lô kích khu ba sành nô bút tha xà sa nề. A thi gác chê pha đăng sành tăng sành kha ru pha sa măng su khăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Tha, trường âm thông thường. Mốc, trường âm nhấn. Chá, bá, hú, ba đoạn âm. Lô, trường âm thông thường. Xích, trường âm nhấn. Hú, đoạn âm. Thá, đoạn âm. Xanh, trường âm nhấn. Nô, trường âm thông thường. Bút, trường âm nhấn. Thá, đoạn âm. Ta, trường âm thông thường. Tá, bản âm. Nê, trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Tha mốc cha ba hu lô phích khu pa sanh nô bút tha xa sa nê. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á, thí, hai bản âm. Gác, trường âm nhấn. Chê, trường âm thông thường. Thá, bản âm. Đăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xanh, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xanh, trường âm nhấn. Kha, ru, hai trường âm thông thường. Thá, xá, hai đoạn âm. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú, đoạn âm. Khăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. A thi gác chê pa đăng xanh tăng xanh kha ru pa sa măng su khăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 381. Tha mốc cha ba hu lô phích khu pa xanh nô bút tha sa sa nê. A thi gác chê pa đăng xanh tăng xanh kha ru pa sa măng su khăng. Tha mốc cha ba hu lô phích khu pa sanh nô bút tha xa xa nê. A thi gác chê pa đăng sanh tăng sanh kha ru pa sa mang su khăng. Tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tín giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng ạ. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số
Dạ, để con kéo xuống. Số 381 ạ. Bà Mốc Cha Ba Hu Lô Phi Khu Ba San Nô Bút Tha Sa Sa Nê A Thi Gách Chê Ba Đăng San Tăng Sang Kha Rù Ba Sa Măng Su Khăng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ba là trường âm thông thường, Mốc là trường âm nhấn, Chá, Bá, Hú là ba đoạn âm, Lô là trường âm thông thường, Phích là trường âm nhấn, Khú là đoạn âm, Bá là đoạn âm, San là trường âm nhấn, Nô là trường âm thông thường, Bút là trường âm nhấn, Thá là đoạn âm, Sa là trường âm thông thường, Xá là đoạn âm, Nê là trường âm thông thường. Bà Mốc Cha Ba Hu Lô Phích Khu Ba San Nô Bút Tha Sa Sa Nê. Câu 3 và câu 4. Á, Thí là hai đoạn âm, Gách là trường âm thông thường. À, con sám hối. Gách là trường âm nhấn, Chê là trường âm thông thường, Ba đoạn âm, Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, San là trường âm nhấn, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Xăng là trường âm nhấn, Kha, Ru là hai trường âm thông thường, Bá, Xá là hai đoạn âm, Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Xú là đoạn âm, Khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A Thi Gách Chê Ba Đăng San Tăng Sang Kha Ru Pa Sa Măng Su Khăng. Bà Mốc Cha Ba Hu Lô Phích Khu Ba San Nô Bút Tha Sa Sa Nê A Thi Gách Chê Ba Đăng San Tăng Sang Kha Ru Pa Sa Măng Su Khăng. Bà Mốc Cha Ba Hu Lô Phích Khu Ba San Nô Bút Tha Sa Sa Nê A Thi Gạch Chê Ba Đăng San Tăng Sang Kha Ru Ba Sa Măng Su Khăng. Bà Mốc Cha Ba Hu Lô Phích Khu Ba San Nô Bút Tha Sa Sa Nê A Thi Gạch Chê Ba Đăng San Tăng Sang Kha Ru Ba Sa Măng Su Khăng. Tỳ kheo nhiều hân hoan, tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc, phân tích và kệ xong. Dạ, con có sai, con kính nhờ sư sửa và đạo tràng sửa giúp. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bớt bài, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, thân mời Thanh Hoàng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng các cô tu nữ. Kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 281 ạ. Bà Mốc Cha Ba Hu Lô Phích Khu Ba San Nô Bút Tha Sa Sa Nê A Phi Gách Chê Ba Đăng San Tăng Sang Kha Ru Pa Sang Kha Ru Pa Sa Măng Su Khăng. Bà Mốc Cha Ba Hu Lô Phích Khu Ba San Nô Bút Tha Sa Sa Nê A Phi Gách Chê Ba Đăng San Tăng Sang Kha Ru Pa Sa Măng Su Khăng. Bà Mốc Cha Ba Hu Lô Phích Khu Ba San Nô Bút Tha Sa Sa Nê A Phi Gách Chê Ba Đăng San Tăng Sang Kha Ru Pa Sa Măng Su Khăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Bà Mốc Cha Ba Hu Lô Phích Khu Ba San Nô Bút Tha Sa Sa Nê. Ba là trường âm thông thường, Mốc là trường âm nhấn, Chá Bá Hú là ba đoạn âm, âm thường, Phích là trường âm nhấn, Khú là đoạn âm, Bá là đoạn âm, San là trường âm nhấn, Nô là trường âm thông thường, Bút là trường âm nhấn, Tha là đoạn âm, Sa là trường âm thông thường, Xá là đoạn âm, Nê là trường âm thông thường.
Con xin đọc lại cả hai câu. Pa mokcha pa hu lo phikkhu pa san lo buddha sa sa ne. Con phân tích tiếp câu 3, câu 4. A phi khách chế pa đăng san tăng sang kha ru pa sa mang su khang. Á phí là hai đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Săn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, săn là trường âm nhấn, kha ru là hai trường âm thông thường, pá xá là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại cả bài. Pa mok cha pa hu lo phích khu pa san lo buddha sa sa ne a phi gách chê pa đăng san tăng sang kha ru pa sa mang su khăng. Pa mok cha pa mok cha pa hu lo phích khu pa san lo buddha sa sa ne a phi gách chế pa đăng san tăng sang kha ru pa sa mang su khăng. Tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tín giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc. Con xin kể. Pa mâu cha pa pa mâu pa mâu cha pa hu lô phích khu pa sa nô bút tha sa sa nê a phi ca chế pa đăng san tăng sang kha ru pa sa mang su kham. Pa mok cha pa hu lo phích hu pa san lo bút tha sa sa đề a phi ca chế pa đăng san tăng sang kha ru pa sa mang su kham. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin ngài sửa cho con và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Con kính cảm ơn quý đạo hữu ạ. Cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ con Tâm Phương, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ chư đại đức tăng. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú số 381. Pa mocha pa hu lo bhikkhu pa sanno buddha sa sa ne a thi gat che pa đăng sang tăng sang kha ro pa sa mang su khang. Dạ con xin phân tích. Dạ. Chữ ba là trường âm thông thường, chữ mốt là trường âm nhấn, chữ giá chá là chữ chá là đoạn âm, chữ pá là đoạn âm, chữ hú là đoạn âm, chữ lô là trường âm thông thường, chữ pít là trường âm nhấn, chữ khú là đoạn âm, chữ bá là đoạn âm, chữ xăng là trường âm nhấn, chữ nô là trường âm thông thường, chữ bút là trường âm nhấn, chữ thá là đoạn âm, chữ xa là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ nê là trường âm thông thường. Dạ đó là câu 1 và câu 2. Chỉ đến câu 3 là á thi gắt chê ba đăng sang tăng sang kha ru ba sa măng su khăn. Chữ á là đoạn âm, chữ thí là đoạn âm, chữ gác là trường âm nhấn, chữ chê là trường âm thông thường, chữ vá là đoạn âm, chữ đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ xăng là trường âm nhấn, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4 là chữ xăng là trường âm nhấn, chữ kha là trường âm thông thường, chữ ru là trường âm thông thường, chữ pá là đoạn âm, chữ xá là đoạn âm, chữ măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ xú là đoạn âm, chữ khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Dạ con đã phân tích như vậy. Dạ có chỗ nào mà sai thì con kính ngài sửa cho con. Dạ bây giờ con đọc kệ. Bà một cha ba hồ lô bình khung ba xanh nôn buộc than xa xa nền à thì gật gật chê bà đăng sáng tăng sáng khá đô bàng xa mắng su khăng bà môn cha ba hù lô bình khu bà xanh nô phun tha xa xa nền à thì gắn chê bà đăng sáng tăng sáng khá rù bà xa mắng su khăng tỳ kheo nhiều hăng hoan tịnh tính giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn Nhật Huỳnh đã bốt bài. Alo. Dạ con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư trí Đức và quý chư tăng, kính chào kính lễ quý chư ni và xin chào toàn thể các bạn đạo hữu. Dạ con xin trả bài câu pháp cú 381. Ta mốc chấp bá hú lô phích khu pá sà nô bú thá sà sá nề á thí gắt chề ta đằng sàm tăng sàng khà rù pá sà măng su khăng Ta mốc cha ba hu lô phích khu pa sàm nô vút tha sa sa nê A thi gách chê pa đăng sàm tăng sàng thà rù pa sa mạng su khăn Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 Ta mốc cha ba hu lô phích khu pa sàm nô vút tha sa sa nê Ta là trường âm thông thường Mốc là trường âm nhấn Chá, bá, hú là ba đoạn âm Lô là trường âm thông thường Phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, tá đoạn âm, san trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Ta mốc cha ba hu lô phích khú pa sàn nô bút tha sa sa nề. Dạ, con 3 và con 4. A thi gách chê ta đằng sàm tăng sàng khà rù bá sa măng su khăn. Á thí là hai đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang là trường âm nhấn, kha, rù, hai trường âm thông thường, tá, xá, hai đoạn âm, Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm Xú, đoạn âm Khăn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm Á thi gách chê ta đằng sàn tăng sàn khà rù Vá sa măng su khăn Dạ con xin đọc lại câu Pháp Cú 381 Ta mốc cha ta hú lô phích Khu phá sà nô phú thá sà sa nề Á thi gách chê ta đằng sàn tăng sàn khà rù Vá sa măng su khăn Dạ con xin kể ạ. Ta mục cha ba hu lô vi khu ta sa nô bút tha sa sa nê A thi gắt chê ta đăng san tăng sang sa rù ta mung su khăn Ta mục cha ba hu lô vi khu ta sa nô bút tha sa sa nê A thi gắt chê ta đăng san tăng sang kha ru pa sa măng su khăn Tỷ kheo nhiều hân hoan tịnh tính giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Dạ con đã trả bài xong có gì sai nhờ sư sửa giùm con Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài
Dạ cảm ơn đạo tràng đã nghe. Dạ xin xuống mic xin nhường cho bạn kế tiếp ạ. Dạ con xin đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật ngôn 381. Ba mốc cha ba hu lô vi khu ba san nô búp ba sa san nê a thi gác chê ba đăng san tăng san kha ru ba sa măng xúc khăn. Ba mốc cha ba hu lô vi khu ba san nô búp ba sa san nê. Ba là trường âm thông thường, móc là trường âm nhấn. Chá, bá, hú là ba đoạn âm. Lô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn. Khú, bá là hai đoạn âm. San là trường âm nhấn. Nô trường âm thông thường, búc trường âm nhấn. Thá, đoạn âm. Sa, trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Nê, trường âm thông thường. Ba móc cha ba hu lô phích khu ba sang nô búc tha sa sa nề a thi gác chê ba đằng san tăng san kha ru ba sa măng xúc khăn. A thi là hai đoạn âm, gác là trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, kha ru là hai trường âm thông thường, bá xá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp thí gắt chê bát đăng san tăng san kha ru bát sa măng xúc khăn. Ba móc cha ba hu lô phích khu ba san nô búc búc tha sa san nê a thi gắt chê bát đăng san tăng san kha ru bát sa măng xúc khăn. Ba móc cha ba hu lô phích khu ba sam ba móc cha ba hu lô phích khu ba sang nô búp búp tha sa sa nề a thi gác chê ba đằng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Ba móc cha ba hu lô phích khu ba sang nô tha sa sa đê a thi gác chê ba đăng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Dạ con đã đọc xong, xin xuống mic. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, con kính chào quý cô tu nữ và con chào đạo tràng. Thưa con xin đọc bài 381. Bà mốt cha ba u lô phi khu pa san nô pu tha sa sa nê a thi gác chê pa đăng san tăng san kha ru pa sa măng su khăn. Bà mốt cha ba u lô phi khu pa san nô Buddha sa sa ne atthigat je padang sang tang sang kha rupasamang sukang. Thưa con phân tích đoạn 1 và câu 1 câu 2. Pa trường âm thông thường, mốt trường âm nhấn, chát, bá, hú, ba đoạn âm, lô trường âm thông thường, phít trường âm nhấn, khú đoạn âm, bá đoạn âm, sang trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, nê trường âm thông thường, pa mốt chấp a hu lô phi khu pa san nô bút tha sa sa nê. Hai câu tiếp, át thất đi, át thi gác
chê phát đăng sang tăng sang kha rút phát sát măng xuất căn áp thí hai đoạn âm gáp trường âm nhấn chê trường âm thông thường phát đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sang trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sang trường âm nhấn kha ru trường âm hai trường âm thông thường phát xá hai đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xuống đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm thà mốt chấp pháp hu lô pít khu pa sang nô bút tha sa sa nê an thi cát chê phát đăng sang tăng sang kha ru phát sa măng su căn. Dạ thưa con xin hết, có gì sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con xin cảm ơn. Con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức và các cô tu nữ cùng đạo tràng. Con xin đọc kệ 381 ạ. Pa mokcha pa hu lo bi ku pa san no but sa sa ne a di kek che pa dang sang tang sang karupa sa sa măng su khang. Dạ con xin phân tích hai câu đầu ạ. Bà mokshik bà moksha ba hu lo bi khu bà là trường âm mok là trường âm nhấn giá là giá ba hu là đoạn âm bik là trường âm nhấn khu là đoạn âm pá là trường âm thông thường, sáng là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, bút đá sa san sane bút là trường âm nhấn, đá ập thá là đoạn âm, sa là trường âm, xá nê xá là đoạn âm, nê là trường âm. Thích các chế ba đằng sang tăng á là đoạn âm, thí là đoạn âm, các là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, ba đằng á là đoạn âm, đang là trường âm đọc thông giọng nguyên âm, sáng tăng sang là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sankara rupa sáng là trường âm nhấn, khá là trường âm thông thường, rup là trường âm thông thường, tá xá là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Su khẳng là su là trường là đoạn âm, khăng là trường khăng là trường âm mà đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại nguyên bốn câu ạ. Pa moksha ba hu lo bhikkhu sa sanno buddha buddha sa sane a bhikkhaje pa dang sang tang sang kharupa sa nang sukkhang. Dạ con xin kể ạ. Mô sa ba hồ lô bi khu pa sang no bun ta sa sa ne a thi cắt chê pa đăng sang tăng sang kha ru pa sa năng su khăn. Tùy theo nhiều hân hoan tịnh tin giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tĩnh hành an tịnh lạc hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ con xin hết ạ, và con xin xin ngài Trí Đức cùng đạo tràng sửa cho con nếu con đã đọc sai ạ.
Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ mời quý đạo hữu ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin chào quý cô tu nữ và con xin chào đạo tràng. Dạ con xin trả bài pháp cú kinh 381. Bà mốc cha ta hu lô bích khu ba sang nô bút tha xà xa nề. A thi gác chê ba đằng sang tăng sang ca vũ ba xa măng su khăn. Tỷ kheo nhiều hân hoan tình tính giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc của hòa thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bá mốc chá bá hú lô bích khú ba là trường âm thông thường, mốc là trường âm ngắn, chá là đoạn âm, bá là đoạn âm, hú là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, pít là trường âm ngắn, khú là đoạn âm. Bá sằng nô bút thá xà xá nề. Bá là đoạn âm, sằng là trường âm ngắn, nô là trường âm thông thường, bút là trường âm ngắn, thá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, xá là đoạn nê là trường âm thông thường. Bà mốc cha ba hu lô bích khu ba sằng nô bút thá xà xá nề. Câu 3 và câu 4. Á thi cát chê ba đằng sằng tăng sằng khá vù ba xá măng su khăng. Á là đoạn âm, thí là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4. Sang kha ru bá sa măng su khăn. Sang là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, ru là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, xá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại hết bài. Bà mốc cha ba hu lô bích khu ba sằng nô bút tha xà xa nề. Á thi gác chê ba đằng sằng tăng sằng kha vũ ba ba xa măng su khăn. Dạ con xin kể ạ. Bà mốc cha ba hu lô bích khu ba sằng nô bút tha xà xa nề. A thi gác chê bà đăng sáng tăng, sáng ca vũ ba xà măng su khăn. Bà mốc cha ba hù lô bình khu, bà sáng nô bút thả xa xa nê. A thi gác chê bà đăng sáng tăng, sáng ca vũ ba xà măng su khăn. Dạ con có sai, xin ngài sửa ạ. Dạ con phải đi làm rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ sau đây con xin đọc bài và phân tích câu kệ ngôn 381 ạ. Dạ. Bà mốc chá bá hú lô phích cú bá sành nô nhô bá sành nô bút thá xà xá nề. Ác thí gác chê bá đằng sành tằng sành khà rù bá sáng măng xú khăn. Bà mốc chá bá hú lô phích cú bá sành nô bút thá xà xá nề. Á thi gắt chê bá đằng sằng tằng sằng khà rù
Bá Xá Mằng Xú Cần. Bà Móc Chá Bá Hú Lồ Bích Khú Bá Sành Nhồ Bá Sành Nồ Bá Bút Thá Xà Xá Nề. Bà Móc Chá Bá Hú Lồ Bích Khú Bá Sành Nồ Bút Thá Xà Xá Nề. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ba là trường âm thông thường, móc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, bá là đoạn âm, hú là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, thích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bá là đoạn âm, sằng là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Bà móc giá bá hú lồ bích khú bá sành nồ bút thá xà xá nề. Hát thi gắt chề bá đằng sành tầng sành khà rù bá xá mằng xú khằng. Hát thi gắt chề bá đằng sành tầng sành khà rù bá xá mằng xú khằng. Dạ con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Á thí là hai đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang là trường âm nhấn, kha ru là hai trường âm thông thường, bá xá là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại hết nguyên câu ạ. Bá móc chá bá hú lồ bích khú bá sành nồ bút thá xà xá nề gắt á thí gắt chề bá đằng sằng tầng sằng khà rù bá xá mằng xú khằng. Bà móc chá bá hú lồ bích khú bá sành nồ bút thá xà xá nề á thí gắt chề bá đằng sành tầng sằng khà rù bá xá mằng xú khằng. Tỷ keo nhiều hân hoan tịnh tính giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con cũng xin kể. Ba móc cha hú, ba móc cha ba hú lô bình cô, ba san lô bút thả xa xa nề. A thi ga chê, ba đăng san tăng, san ca ru ba xa măng su căng. Dạ con đã đọc xong. Dạ con xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm con ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng và kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ. À, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Phật Bảo Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. À, con kính lễ cô quý nữ đại duyên. Con xin đọc câu pháp cú. À, nhỏ cơ. Nghe được không ạ? À? Máy của con hết cỡ rồi ạ. Con xin đọc câu pháp cú 381 và phân tích. Bà mộc cha ba hu lô phích khu ba san no bút tha sa 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 nề. Con xin thám hối. Con xin đọc lại. Bà mộc cha ba hu lô phích khu ba san no bút tha sa sa nề a thi gạch chế ba đằng san tăng san kha ru ba san năng su khẳng. Bà mộc cha bu ha lô phích khu ba san no bút
ta xa xa nề a thi gạch chế ba đằng sàn tăng sàn khà ru ba ba sa nặng su khằng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. 3 là trường âm thông thường, mốc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chá bá hú là ba đoạn âm, lô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, hú là đoạn âm, bá là đoạn âm, săn là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, thí á thí là hai đoạn âm, cách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, săn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, săn là trường âm nhấn, kha rú là hai trường âm thông thường, bá xá là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Bà mốc cha ba hu lô phích khu ba sàn nô bút ta sa 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 nề a thi gạch chế ba đằng sàn tăng sàn khu ba sa nằng su khăng. Bà mốc cha ba hu lô phích khu ba sàn nô bút ta sa sa nề a thi gạch chế ba đằng sàn tăng sàn kha khăn kha ru ba sa nằng su khăng. Con tỳ kheo nhiều hân hoan, tịnh tín giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịnh tịch tịnh, tác hành an tịnh lạc. Đó của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đang làm nên là con đọc bài, con xin xuống mic ạ. Con có sai thì Ngài Trí Đức và Đạo Tràng sửa cho con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sàng Thầy, và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Pháp Trang, và con kính đảnh lễ Thi Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Đạo Tràng. Con xin trả bài. Bà mốc cha ba hu lô phích khu ba sàn nô bút tha sa sa nề bà mốc cha ba hu lô phích khu ba sàn nô bút tha sa sa nề sa. Dạ, con xin đọc lại. Bà mốc cha ba hu lô phích khu ba sàn nô tha xà xa nề ba là trường âm thông thường, móc trường âm nhấn, ba chá bá hú là ba đẳng âm, lô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đẳng âm, khú bá đẳng âm, hai đẳng âm, săn trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, thá đẳng âm, xa trường âm thông thường, xá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Bà móc cha ba hu lô phích khu bà ba sàng nô bút tha xà xa nề ba câu ba câu bốn a thi gắt chê ba đằng sàn tằng sàn thà ru ba xà xa mằng su khằng a thi gắt chê ba đằng sàn tằng á là đoạn âm á thí là hai đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san kha ru ba sa măng su khăn, san trường âm nhấn, kha ru
là hai trường âm thông thường, bá, xá, hai đoạn âm măng, trường âm đọc theo dạng nguyên âm, sú, đoạn âm khăn, trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Athi gap chê ba đằng sàn tằng sàn khà rù ba sa măng su khăn. Ba móc cha ba hu lô phích khú ba sàn nô bút tha xà sa nề. Athi gap chê ba đằng sàn tằng sàn khà rù ba sa măng su khăn. Ba móc cha ma ba móc cha ba hu lô phích khú ba sàn nô bút tha sa sa ni a thi cách chế ba đằng sanh tầng sanh khà ru ba sa mần su khăn. Tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, chắc hành an tịnh lạc. Dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba mốc cha ba hu lô phích khu bà sanh nô bút tha sa sa nê a thi gạch chế bà đăng san tăng san kha ru ba sa măng su thần. Dạ con có sai, xin ngài chỉnh sửa. Con xin trao mít lại cho Giang Nhật Hà. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đầu tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 381. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Ba mốc cha ba hu lô bích khu ba san no bút tha sa sa nê a thi gắt chê ba đăng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Ba mốc cha ba hu lô bích khu ba san no bút tha sa sa nê a thi gắt chê ba đăng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ba là trường âm thông thường, móc là trường âm nhấn, chá, bá, hú là ba đoạn âm, lô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khu là đoạn âm, bá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Ba móc cha ba hu lô phích khu ba san nô bút tha sa sa nê. Dạ câu số 3 và câu số 4. A thi gắt chê ba đằng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Á thí là hai đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, kha ru là hai trường âm thông thường, bá, xá là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A thi gắt chê ba đằng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Dạ con xin đọc lại. Ba móc cha ba hu lô phích khu ba san no bút tha sa sa nê a thi gắt chê ba đằng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Mộc cha ba hu lô bi khu ba san no bút tha sa sa nê a thi gắt chê ba đằng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Ba mốc cha ba hu lô bi khu ba san nu bút tha sa sa nê a thi gắt chê ba đăng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Tỷ kheo nhiều hân hoan tịnh tín giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con
đã đọc xong và con xin kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ cô tu nữ Tuệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn đạo tràng. Cô tu nữ Tuệ Duyên có nghe được không cô? Alo. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh và đạo tràng thấy bàn tay của cô mà không thấy cô cầm mic. Cô cho một tín hiệu đi. Alo, alo cô tu nữ Tuệ Duyên. Vậy là đường nét của cô tu nữ Tuệ Duyên có vấn đề rồi, không cầm mic được mà cũng không nghe được. Dạ còn vị nào chưa đọc bài, chưa trả bài xin mời bằng tay ạ. Để chờ cô tu nữ Tuệ Duyên trở ra rồi trở vào. Hiện tại thì cô không nhúc nhích gì được rồi. Việc lá mùa xuân bay tới bay lui nha. Dạ còn vị nào chưa trả bài kính mời bằng tay. Nguyên Tịnh hôm nay có trả bài không Nguyên Tịnh? Tô Thị Phụng có trả bài không? Dạ, vì nào chưa trả bài thì xin mời bàn tay. Bàn tay cô Tuệ Duyên bị kẹt rồi. Dạ, hôm nay trả bài không xin được trả bài ạ. À, cô Quỳnh cô nghe rồi phải không? Cô nghe rồi đâu cô cầm mic coi được không nghe cô? Cô Tuệ Duyên ơi, nếu cô nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh, cô có thể trở ra rồi vào lại nhân cô. Dạ, không thấy bàn tay cô cầm mic. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin trả bài Pháp Cú Kinh số 381, mời cô Tuệ Duyên trở ra rồi vào lại ạ. Bà Móc Cha Ba Hu Lô Phịch Khu Bá Sa Ba san na vut tha sa sa ne a thi ga che ba đăng san tăng san kha ru ba sa mang su khăn ba mok cha ba hu lo pik khu ba san na vut tha sa sa ne a thi ga che ba đăng san tăng san kha ru ba sa mang su khăn ba mok cha ba hu lo pik khu sa san na buốt tha sa sa nề a thi gat che ba đăng san tăng san kha ru ba sa mang su khăn
học hay mic của cô hư đâu mà cô không có cầm mic được, làm đâu mà mic hư được. Dạ, không biết lý do nào cô không cầm mic được cô ơi. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ba trường âm thông thường, móc trường âm nhấn, chá, bá, hú, ba đoạn âm, lô, trường âm thông thường, phít, trường âm nhấn, khú, đoạn âm, bá, đoạn âm, san, trường âm nhấn, nô, trường âm thông thường, bút, trường âm nhấn, thá, đoạn âm, sa, trường âm thông thường, xá, đoạn âm, nê, trường âm thông thường. Bà móc cha ba hu lờ, phịt khu sa sạn, nơ, bút, thá, sa, sa, nê. Con xin phân trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. San, trường âm nhấn, tăng, trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. San, trường âm nhấn, kha, ru, ha, hai trường âm thông thường, bá, xá, hai đoạn âm, mang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú, đoạn âm, khăn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin ôm lại câu 3 và câu 4. A thi gót chê bát đăng sanh tăng sanh khả ru bá xá măng su khăn. Con xin ôm lại hết bài ạ. Bà móc cha bâu ba hu lo phịch khu ba san no bu tha sa sa ne a thi gat che ba đăng san tăng san ca ru ba sa măng su khăn. Tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tỉnh giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, hôm nay con đã đọc bài và phân tích, con có sai chỗ nào con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Và hôm nay con cũng xin không có kệ. Dạ, con kính dâng mít đến đạo tràng, kính mời quý vị ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, kính tràng, còn vị nào chưa đưa tay, kính mời bằng tay ạ. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Không nhận chuyện gì rồi nó cũng qua, phải không Châu Phan? Hôm trước là Châu Phan rất là nguy kịch, nhưng mà nhờ phước báo nâng đỡ nên bây giờ Châu Phan đã qua được. Rồi lại còn có dịp để làm phước cúng dường nhiều nơi. Rất là sa thú Châu Phan. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài, còn vị nào chưa ôn bài, tội nghiệp mà Tô Thị Phúng hôm nay lại không có đọc bài được, còn Nhật Quỳnh thì không kể nổi. Nàng bộ giống nghẽo, không kể nổi. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng bạch ngài. Con nghe ngài có điện thoại, con đỡ mít cho ngài, con trực trùm. Bây giờ con cũng chưa thấy ngài xuất hiện luôn. Con tưởng đâu ngài chỉ nghe điện thoại chút xíu là ngài trở lại thôi, nhưng mà không biết ngài bận gì rồi. Dạ, con kính dâng mít đến ngài bạch ngài. Alo, 123 123, quý vị nghe rõ? À, xa thú của tu nữ tự nhiên cắn trở lưu thông ha. Đưa bàn tay cái gì mà không chịu cầm hết luôn. À, mời cô tu nữ tự nhiên ăn chè. Ôi, chạy mất tiêu rồi. À, rồi đã mất tiêu rồi. Mới đem chè tới cái chạy xuống dưới rồi ha. Rồi, rồi ăn chè xong chưa? À, xin lỗi quý vị ha, điện thoại mà nó báo lúc khuya khuya kiểu này là quý vị biết có vấn đề. Một người ra đi, chắc hôm nay phải đi Đâm Ma, bởi vì đây cũng là một cái chỗ đối với các chùa, chứ không phải là riêng Ngọc Đạt này.
gia đình của vị thí chủ này. Trong mùa lễ hội dân y thì chùa nào cũng có mặt. Ở bàn tay bỏ xuống rồi mà. Cho ăn chè xong rồi, ăn chè ngon quá thì ba mới cầm tô chè. Còn đâu nữa mà thấy thấy bàn tay. Cô Nhung cô chạy ra chạy vô cái là thấy không có bàn tay đâu. Xong rồi. Bởi vì khi đưa bàn tay đó là một cái sự trở ngại của những người khác. Họ thấy có bàn tay người ta sẽ nhường. Và nhường như vậy hết người này nhường qua người kia. Cũng giống như khi mà lên bàn ăn á, quý vị thấy trên cái dĩa đồ ăn nhiều á thì coi như quý vị thoải mái. Còn trên dĩa mà đồ ăn ít ấy, thì ai cũng muốn nhường hết. Cũng giống như khi mà đưa bàn tay lên á, thì quý vị thấy sẽ nhường cho vị đó ha. Xin lỗi. Rồi không sao, trục trặc kỹ thuật. Cái này bị thường xuyên. Khi bị trục trặc như vậy, chúng ta đi ra ngoài rồi vô lại thì nó sẽ khởi động và nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn chúng ta thấy mà bị trục trặc kỹ thuật, chúng ta cố quá thành ra quá cố, cố gắng thì nó sẽ có lỗi nhiều hơn. Virus dễ bị xâm nhập. Hôm nay mặc dù có công việc nhưng mà nghe quý vị, mỗi người có một cái đặc thù trong cái sự sinh hoạt của chúng ta ha. Ví dụ thôi ha. Thời gian trước chúng ta sinh hoạt thì quý vị biết rằng trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc thư giọng nguyên âm. Nhưng mà rồi chúng ta cũng có nghe một cái loại trường âm đặc biệt, đó là trường âm tông tường của ông Địa Âm Thần Tài, ông Táo ha. Thông thường thì nói là tông tường, còn ở đây thì Chí Tâm Phương đâu rồi? Chí Tâm Phương thì không nói về trường âm mà lại nói về đoạn âm. Thì trường thì phải đoạn chứ sao mà trường mà lại đoạn đó. Quý vị nghe có phải Chí Tâm Phương nó đoạn âm hay là đoạn âm? Dài, ngắn. Thì đây trường âm, đoạn âm mà Chí Tâm Phương là nó đoạn âm. Và hôm nay thì quý vị thấy Sittina ha. Khi vô sinh hoạt trong gương có một giọng đọc đặc biệt, đọc giọng Tây ha. Nhưng mà sau chuyển qua giọng Pháp và quý vị thấy hòa nhập không? Tức là giọng Tây gọi là người ta hay dùng từ thiên vị á, Tây vị hay thiên vị á, tức là hơi chấp thủ một cái nét riêng của mình nghĩ rằng mình đúng, nhưng mà sao chuyển qua Pháp, Pháp có nghĩa là tùy duyên hòa nhập, tùy duyên hòa nhập. Và bây giờ thấy Sittina đọc cái giọng thấy êm hơn ha, chứ không phải còn giọng Tây nữa mà đọc cái giọng Pháp là đến và đi, chúng ta tùy duyên trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường. Và Sittina cũng đã hòa nhập ha. Rất là hay. Quý vị mỗi người một vẻ ha, mỗi người một vẻ. Và trong cái câu Phật ngôn này cũng vậy, có những cái sự đặc thù cho nên có những cái câu Phật ngôn xuất hiện mà chúng ta thấy cá tính, cái biệt nghiệp của mỗi người được thể hiện. Thôi thì bây giờ chúng ta học được từ vựng đi rồi sẽ đi vào duyên sự, sẽ thấy rằng cái biệt nghiệp của mỗi người, tức là mỗi người có một cái phong thái riêng, có một cái đời sống mà người ta gọi là tập dị ha. Thôi bỏ tay xuống đi Chí Tâm Phương, bây giờ thời gian chúng ta sẽ học về từ vựng ha. Bởi vì thời gian trôi qua đối với cái room này nó có giới hạn,
Chứ nếu chúng ta sinh hoạt suốt ngày á, thì rất cần những bàn tay của quý vị. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đưa tay cũng tùy lúc, đúng lúc đúng thời, thì nó là thích hợp. Rồi bây giờ câu đầu tiên, ba mốt cha ba hủ lô thích khu, ba mốt cha ba hủ lô thích khu. À, câu này có hai từ ha. Ba mốt cha ba hủ lô là một, thích khu là hai. Chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Ba mốt cha ba hủ lô thì chữ ba mốt cha cộng với ba hủ lô. Có nơi thì người ta viết là ba mút cha, có nơi thì ba mút cha. Ba mút cha nó là một danh từ trung tính, ác ranh ta la bùng sát ta linh ca. Hoặc là ba mút cha nó cũng là một danh từ trung tính. Bởi vì sao gọi nó là trung tính? Trung tính có nghĩa là ý nghĩa của cái từ này là hoan hỷ, niềm vui. Niềm vui, hoan hỷ thì không, nó nằm giữa thiện và bất thiện. Người ta làm ác cũng vui vậy, người ta làm ác cũng hoan hỷ vậy, thì cái thiện cũng có hoan hỷ, cũng có niềm vui của nó. Ba mốt cha có nghĩa là việc hân hoan, niềm vui thích, sự hoan hỷ. Rồi chữ ba hủ lô, ba hủ lô do cái từ ba hủ lá. Ba hủ lá là một tỉnh từ, ba hủ có nghĩa là nhiều, mà ở đây nó đứng làm chủ từ, cho nên là ba hủ lá biến thành ba hủ lô. Và tham an e câu quá chân la quỷ pháp tí. Vậy thì ba mốt cha ba hủ lô có nghĩa là có nhiều sự hân hoan, có nhiều niềm vui, có nhiều niềm vui, có nhiều sự hân hoan. Rồi từ thứ hai, thích khu. À, quý vị biết rồi. À, mạng bị văng ra luôn hả? Không, văng ra là tốt nghe. Mạng mà bị văng là tốt á. Bởi vì có nhiều người lên mạng bị mất mạng á. Mất mạng là đau khổ. Còn văng ra thì còn lồm, còn ngồi dậy, bò vô lại ha. Nhưng mà mất mạng là thấy là xong rồi. Rồi, câu đầu tiên có ý nghĩa thế nào? Ba mốt cha ba hủ lô thích khu, có nghĩa là vị tỳ khưu có nhiều sự hân hoan. Câu số 2, lâu quá xin nhập quỳnh. Câu số 2, ba sanh nô bút tha sa sa nê. Chữ ba sanh nô, hồi nãy có vị nào đây nói chữ ba là một trường âm thông thường nè, quên rồi. Hồi nãy nhớ mà bây giờ quên mất tiêu rồi. Phân tích rất là chuẩn nha, phân tích đúng hết. Nhưng mà chữ bá này nó là trường âm thông thường. Cố đế bà con ơi. Cô Hải hả? Trời ơi, đa tạ cô Hải. Vậy là cô Hải hả? Cô Hải nói chữ bá này là trường âm thông thường nè bà con ơi. Có người làm chứng nè, chứ không phải tôi nói xấu nghe. Ba sanh nô bút tha sa sa nê. Ba sanh nô, chúng ta thấy chữ ba đây là một tiếp đồ ngữ, có nghĩa là hướng về. Và chữ sanh nô do cái từ sát tha, căn ngữ của nó là chữ sát, có nghĩa là tin tưởng. Nhưng mà ở đây ba sanh nô nó đứng làm chủ từ số ít, bà tham an e câu quá chân lao vừa phát tí. Cho nên sanh ná biến thành sanh nô. Ba sanh nô có nghĩa là được tịnh tính, được tịnh tính.
sanh á, căn ngữ của nó là chữ sát. Sát có nghĩa là sát tha đó, đức tin đó. À, rồi cái từ thứ hai, Buddhasa sanhe. Buddhasa sanhe, ở đây cái từ Buddha, Buddha có hai ý nghĩa ha. Buddha nó là một danh từ nam tính, Aranta Pumlinga. Mà nếu mà danh từ nam tính này thì có nghĩa là bậc giác ngộ, Đức Phật. Đức Phật bậc giác ngộ, bậc đã được giác ngộ thì gọi là Buddha. Đó là danh từ nam tính. Còn chữ Buddha trong cái dạng quá khứ phân từ thì quá khứ tức là đã qua. Thì ở đây Buddha có nghĩa là đã được giác ngộ. À, có hai ý nghĩa ha. Thì bây giờ chúng ta muốn ý nghĩa nào, muốn ý nghĩa nào thì nó sẽ tùy thuộc sa sanhā, sa sanhē ở phía sau. Chỉ sa sanhā nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Sa sanhā là lời dạy hoặc là giáo pháp. Mà lời dạy giáo pháp này thì cả cái lời dạy này nói về thiện, nói về ác. Cái này là cái giáo pháp hoặc là cái lời dạy này nó đứng ở giữa. Tùy theo người hành động. Tức là Đức Phật Ngài thuyết lên những cái pháp có lợi ích, và Ngài cũng nói lên những cái điều vô ích nữa, chứ không phải là không. Có ông Bà La Môn để hỏi Đức Phật, Ngài chỉ khuyên dạy người ta làm lành, làm thiện. Vậy thì Ngài có biết những cái pháp bất thiện, những cái pháp mà coi như không lợi ích không? Thì Đức Phật nói, Ngài cũng nói, ta cũng biết được những cái pháp lợi ích và những cái pháp không lợi ích. Thì lợi ích và không lợi ích này nó là trung tính, đó là lời dạy ha, lời dạy hay là giáo pháp. Vậy thì sathana ở đây được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít có nghĩa là sathamī vipatti ekavacana, sasanē, sasanamhi, sasanasmin. Định sở cách thì có ba cách chia số ít là như vậy. Thì ở đây sasanē, Buddha sasanē có ý nghĩa là ở trong giáo pháp của Đức Phật, ở trong cái lời nói của Đức Phật. Buddhasa sanhe, và Ngài Hòa Thượng nói rằng tịnh tính giáo pháp Phật, tức là coi như tin tưởng vào lời dạy của Đức Phật. Câu số 3, Athigacche Badang Santang, Athigacche Badang Santang. Athigacche, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ Athi là hướng về, Gacche do căn ngữ gâm, và đồng từ của nó là Gacchati, đi ha. Ở đây Athigacche nó là một động từ số ít, có thể đạt đến hay là nên đạt đến, có thể đạt đến hay là nên đạt đến. Từ thứ hai Ba đăng do cái từ ba đa. Ba đa là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Ba đa được chia theo đối cách số ít, dutiya vipatti ekavacana, cho nên ba đa biến thành ba đăng. Ba đăng có nhiều ý nghĩa.
Ba đăng là cái chân ha. Ba đăng là đoạn, là câu ha. Nhưng mà ở đây ý nghĩa của cái chữ ba đăng này có nghĩa là vị thế hay là trạng thái. Chúng ta học thêm một cái nghĩa nữa ha. Vị thế, trạng thái, ba đăng. Rồi, chữ sanh tăng. Sanh tăng ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ trung tính. Do cái từ sanh tá ha. Sanh tá này được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ e có quá trình á. Cho nên sanh tá biến thành sanh tăng. Sanh tăng có nghĩa là đã được an tịnh. Đã được an tịnh. Rồi, câu số 3 này, Athigacche Padang Santang, có thể đạt đến vị thế an tịnh, có thể đạt đến trạng thái an tịnh. Yeah, đừng có dịch ở chỗ này, Padang thành ra cái đôi chân hoặc là cái câu thanh tịnh ha. Mà đây là cái trạng thái, đây là vị thế. Sự an tịnh thì không có cái chân ở trong đó, không có cái câu trong đó ha. Câu số 4 là câu cuối cùng. Câu số 4, Sankharo Basamang Sukhang. Sankharo Basamang Sukhang. Chữ Sankharo Basamang do hai từ cộng lại, Sankhara cộng với Upasamang. Sankhara nó là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Sankhara có nghĩa là pháp hành hay là pháp có tạo tác, hoặc là Sankhara có nghĩa là hành. Sai một dấu huyền nữa là kiếm chuyện liền ha. Cái này là ba đá cho hồi nãy là ba đá mà nói vậy là cũng chú ý ha. Như vậy chứng tỏ là quý vị thấy cũng tuyệt vời. Nói chữ ba đá cho nó lòi ra ba đá chứ không phải là ba đá. Chứng tỏ là quý vị giỏi. Nói sai mà cũng biết chỗ sai nữa ha. Hay công nhận sĩ kim này, mặc dù hơi nói nhiều một chút nhưng mà giỏi thiệt ha. Ba đá mới là chân mà đây nó ba đá mà cũng suy nghĩ chập rồi mới nhớ lại chữ ba chứ không phải là bá. Đấy. Rồi bây giờ Sankhara là pháp hành ha, hay là pháp có tạo tác. Rồi cái từ thứ hai Upasamang. Upasamang do cái từ Upasama. Upasama do tiếp đầu ngữ Upa, nó đi trước cái căn ngữ sâm. Mà căn ngữ sâm này có nghĩa là vắng lặng. Có nghĩa là vắng lặng. Thì Upasama ở đây nó được chia theo đối cách Đô Tỳ Giá Quỳ Pháp Tỳ E Câu Quá Trần Á. Cho nên Upasama biến thành Upasamang. Hai cái từ này đi chung với nhau, Sankharo Upasamang, có nghĩa là sự vắng lặng của các hành. Sự vắng lặng của các hành. Mà vắng lặng của các hành thì đem đến cái gì? Su khăn, an lạc. Chữ này quý vị đã học rồi ha.
Vậy thì sang kha ru bát sa băng su khăn bán các hành an lạc. Khi mà các hành mà nó các cái pháp đạo tác á, mà chúng ta đi vào cái chỗ mà bình thường thì tâm thị đạo ha. À, khi mà trở lại một cái trạng thái mà coi như là tuổi thơ, lá rụng về cội, thì chúng ta cảm thấy rằng quay lại với chính mình, mà quay lại với chính mình trong sự tịch lặng thì chắc chắn sự an lạc sẽ đến với chúng ta. Vậy thì câu Phật ngôn 381 nói lên cho vấn đề gì? Vì tỳ khưu có nhiều sự hân hoan tịnh tĩnh vào giáo pháp của Đức Phật, có thể đạt đến cái vị thế an tịnh vắng lặng các hành an lạc. Vì tỳ khưu có nhiều sự hân hoan tịnh tĩnh vào giáo pháp của Đức Phật, có thể đạt đến vị thế an tịnh vắng lặng các hành an lạc. Ngài Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ lục bát thế này: tỳ kheo giáo pháp tín thành, thọ hưởng pháp lạc, trong lành hân hoan, dễ sao chứng được tỉnh an, các hành tịch tịnh lạc ban nào tìm. Tỳ kheo giáo pháp tín thành, thọ hưởng pháp lạc, trong lành hân hoan, dễ sao chứng được tỉnh an, các hành tịch tịnh lạc ban nào tìm. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tĩnh, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tĩnh giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Alo, quý vị còn nghe không? Trong ý nghĩa từ vựng, chúng ta học từ này nó đi qua từ kia, để rồi chúng ta thấy chỉ sai có một cái dấu thôi mà cái ý nghĩa khác nhau liền ha. Cái thì ba đá, cái thì ba đá. Ví dụ chúng ta đang học cái gì đây? Thâm má ba đá. Vậy thì đừng có đi thăm, nói thăm chi để cho bị ba đá gì vậy? Thăm má rồi ba đá, pháp của kinh ý nghĩa vậy. Nhưng mà đọc theo tiếng Việt thì chúng ta lại hiểu lầm ha. Đi thăm má này ha, rồi bị ba đá này ha, khổ chưa. Thôi bây giờ duyên sự có Phật ngôn này ha, thời gian không còn nhiều. Câu Phật ngôn 381: Bà mốt cha bảo lô khí khu bá sanh lô bố tá sa sa nề á thí á chê bá đăng sanh tăng sanh sa rù bá sập măng su khăn. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một vị trưởng lão tên là Quốc Cả Lý. Quốc Cả Lý. Rồi bây giờ quý vị đừng có nhìn lên cái bảng mà Sích Nhật Quỳnh nhé, chát lên. Quý vị có thể viết được cái chữ Quốc Cả Lý không? Chắc chắn là viết được. Bởi vì khi mà phân tích trường âm đoạn âm thì cái chữ này hai đoạn âm một trường âm, Quốc Cả Lý đó đấy, hai đoạn âm một trường âm, đọc là quý vị nghe và biết ở đâu là trường, ở đâu là đoạn. Trong có đoạn nghe Sĩ Tâm Phương, đoạn là dược từ á, đoạn là không chơi nữa. Đây là đoạn âm trường âm. Trời đất ơi, nghe chỉ đoạn cái tự nhiên thấy nó buồn sao đâu á. Rồi Quốc Cả Lý, đây là một vị trưởng lão có tên là như vậy. Ngài Quốc Cả Lý ở trong một cái gia tộc trưởng giả danh tiếng trong thành phố Sawatthi khi mà còn tại gia nha. Rồi một hôm vì thiện nam tử Quốc Cả Lý này trông thấy Đức Phật đi khất thực, 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, màu da của Đức Phật rực sáng như là
là tinh anh cao thượng giống như vàng ròng, rồi lục căn thanh tịnh trang nghiêm. Ông ta chiêm ngưỡng kim thân của Đức Thế Tôn không biết giá, và thế là thấy đẹp quá, hoan hỷ quá, tịnh tĩnh quá. Vì thiền nam tử này xin được xuất gia với bậc đạo sư. Mà xuất gia có suy nghĩ nha, suy nghĩ thế này: mình tiếp cận, mình gần gũi để mình được chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn hoài hoài, tức là được gần gũi để mà mình nhìn, để mà ngắm, để mà chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật. Xuất gia với mục đích là như vậy. Cho nên từ khi xuất gia, vị tỳ kheo Quốc Cả Ly này không có tinh cần tu tập sa môn pháp, mà vị này đứng vào cái nơi thuận tiện nhất để chiêm ngưỡng cái sắc tướng của bậc đạo sư. Vị này buông lìa mọi cái phần sự như là trì tụng kinh pháp, tu tập nghiệp xứ, tức là pháp học, pháp hành, nội địa, dẹp qua một bên. Suốt ngày khi đi theo Đức Phật, cái rình để mà coi như đứng một cái vị trí thích hợp để nhìn ngắm cho nó mãn nhãn. Tức là người ta tu tập mệt nghỉ, tu đi này, tu đứng, tu nằm, tu ngồi, còn cái vị này cái tu cặp mắt cặp mắt cái nhìn chân chân vào Đức Phật, chim không biết giá. Đức Phật biết nhưng mà không có nói gì hết, vì Đức Phật thấy rằng cái trí tuệ hoặc là cái ba la mật của vị này chưa chín muộn. Cho nên ngài mới nghĩ không có đề cập tới. Nhưng mà rồi tới một trí tuệ của Quốc Cà Lý, ba la mật của vị tỳ kheo này đã thuần thục lão luyện, thì Đức Phật mới giáo giới. Và ngài giáo giới vị tỳ kheo Quốc Cà Lý như thế này: này Quốc Cà Lý, lợi ích gì khi mà ngươi chiêm ngưỡng cái xác thân hôi thối này? Này Quốc Cà Lý, chính người nào thấy pháp gọi là người đó thấy Như Lai, mà người nào thấy Như Lai thì người ấy gọi là thấy pháp. Tuy Đức Phật đã khuyến cáo như vậy, nhưng mà tỳ kheo Quốc Cà Lý vẫn mãi mê say đắm chiêm ngưỡng kim thân của ngài. Và Đức Phật suy nghĩ, nếu vị tỳ kheo này không được khởi động tâm thì vị này sẽ không chứng đạt đạo quả. Tức là phải làm sao cho có sự kinh cảm phát sanh lên vị này. Và khi đến mùa an cư, Đức Thế Tôn du hành đến thành Ra Chakaha, tức là thành Vương Xá. Rồi vào ngày an cư mùa mưa, Đức Phật gọi tỳ kheo Quốc Cà Lý đến và dạy rằng: này Quốc Cà Lý, hãy đi đi. Tỳ kheo Quốc Cà Lý suy nghĩ: ôi, Đức Thế Tôn đã không hề đối hoài gì đến ta nữa, nhưng ta sẽ không thể sống được nếu ta phải xa liền ngài trọn cả 3 tháng, không được nhìn ngắm dung nhan của ngài. Vì đó suy nghĩ, lợi ích gì ta phải sống nữa, ta sẽ leo lên trên đỉnh núi cao, gieo mình xuống tự tử còn có ích lợi hơn. Và nghĩ sao làm vậy, tỳ kheo Quốc Cà Lý lên đỉnh núi Linh Thứu Vichakkhuta, trèo túc đen thật cao nơi đỉnh núi. Rồi khi đó Đức Phật biết được cái tâm chán nản của tỳ kheo Quốc Cà Lý, ngài mới suy nghĩ: nếu mà tỳ kheo Quốc Cà Lý không được ta an ủi thì cái duyên lành của y sẽ bị tổn giảm. Và thế là Đức Phật phóng hào quang đến trước mặt của vị tỳ kheo Quốc Cà Lý và nói rằng: này Quốc Cà Lý, hãy đến đây. Tỳ kheo Quốc Cà Lý trong cơn tuyệt vọng nghe Đức Phật kêu gọi,
thì mọi sầu muộn ở trong tâm vụt tan biến. Vì đó nghĩ rằng, ô, bậc đạo sư gọi ta, bậc đạo sư thương ta. Và Đức Phật như một cái hồ nước mát đã làm cái sự nhiệt não trong tâm của Quốc Cá Lý tiêu mất. Vì đó đã phát sinh phỉ lạc, nhưng mà nhìn quanh không thấy con đường đi xuống. Lập tức Tỳ Kheo Quốc Cá Lý từ trên cao gieo mình xuống trước mặt Đức Phật. Đức Phật tuyên thuyết lên kệ ngôn, trong khi Tỳ Kheo Quốc Cá Lý còn lơ lửng trên hư không. Tức là cậu Phật ngôn này, khi mà đang rơi lơ lửng trên hư không thì vị Tỳ Kheo Quốc Cá Lý nghe câu Phật ngôn này. Một cái điều đặc biệt ha. Bà Mốt Chá Bá Hụ Lô Kích Khu Bá Sanh Nô Bút Tha Sà Sá Nề Á Thí Gác Chê Bá Đăng Sanh Tăng Sanh Kha Rù Bá Sá Măng Sú Khăn. Đi theo nhiều hân hoan tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc. Thì ý nghĩa của câu Phật ngôn là vị tỳ kheo mà đầy đủ phỉ lạc thường buông bồi cái tin nơi giáo pháp, thì vị tỳ kheo tịnh tính trong giáo pháp sẽ chứng đạt niết bàn, được gọi là sanh ta bà đăng ha, sanh ta bà đăng hay là bà đăng sanh tăng ha, gọi là bà đăng sanh tăng, tức là chấm dứt các hành, một cái sự an lạc tối thượng. Và Đức Phật đã đưa tay phóng hồ quang đỡ lấy Tỳ Kheo Quốc Cá Lý. Hãy đến đây Quốc Cá Lý, ngươi đừng có sợ, hãy nhìn Như Lai. Như Lai sẽ đưa người lên như người dẫn voi bị xá lầy lên trên đất liền. Hãy đến đây, hãy đến đây này Quốc Cá Lý, ngươi đừng có sợ, hãy nhìn Như Lai. Như Lai sẽ đưa ngươi lên như người giúp ngươi thoát khỏi cái mặt trăng, nó thoát khỏi ra cái sự chinh phục của Rahu. Và Tỳ Kheo Quốc Cá Lý đã phát khởi phỉ lạc rất là mãnh liệt. Khi chân mà vừa rời khỏi núi, rơi vào hư không, suy tưởng được cái lời dạy của Bậc Đạo Sư, định chỉ cái niềm phỉ lạc ở trong hư không khi mà gieo xuống, và chứng đắc thánh quả A-la-hán cùng với tuệ phân tích. Thì từ trên hư không vị ấy bước xuống đảnh lễ dưới chân Bậc Đạo Sư. Khi mà Bậc Đạo Sư đứng trước mặt của Ngài, một thời gian sau Đức Phật mới ban cho trưởng lão Quốc Cá Lý một cái địa vị là đệ nhất về niềm tin nơi Đức Thế Tôn, gọi là Sattha Kimota. Trong 10 cái vị mà có cái hạnh thù thắng, tối thắng, thì có Ngài trưởng lão Quốc Cá Lý là vị đệ nhất về niềm tin. Tức là có một cái niềm tin mà tỉnh tính nơi Đức Phật, nghĩa là thấy Đức Phật là từ trên hư không nhảy xuống, lao mình xuống, không kể gì đến bản thân của mình. Đây là một cái điều mà rất là tuyệt vời. Thì duyên sự này cho chúng ta thấy một thiền nam tử khi thấy được Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, một cái hảo tướng mà rất hiếm có trong thế gian. Và khi thấy được như vậy thì hoan hỷ quá, muốn xuất gia. Nhưng mà xuất gia để làm gì? Để được nhìn ngắm cái đẹp kia, nhìn ngắm cái thân tướng của Đức Phật, chứ không cần tu tập. Đặc biệt là không cần tu. Kinh kệ của ông thầy học, pháp học, pháp hành gì các quan bên, Đức Phật đi đâu thì cái tò đi theo đó để mà nhìn, để mà ngắm, mà không biết chán. Đặc biệt là nhìn ngắm không biết chán. Để rồi mới có câu Phật ngôn này: xuất gia để được ngắm Phật Đà, đại đức không ngờ bị đuổi ra,
và khỏi cái nhìn chi sắc thối. Kẻ nào thương pháp tức thương ta. Nói chi thầy lên đỉnh sang quyết lòng tự tỏ giải trình sao. Thời nay Phật thể hiện kêu thức tỉnh, nghe pháp lòng tràn ngập hỷ hoan, trọn tin giáo pháp của cha lành, bỏ hỷ tâm thầy vẫn tịnh thanh, tiến đến xả ly thân ngũ uẩn, đắc thần thông với quả vô sanh. Câu Phật ngôn này để cho chúng ta thấy một cái sự chứng đắc, một cái quả vị A La Hán khi mà còn lơ lửng trên không. Cũng như Ananda trong một cái tư thế không giống ai, tức là đi đứng nằm ngồi ha, bốn tư thế rõ ràng. Nhưng mà ngài Ananda mới nghiêng nghiêng cái con người đầu chưa chạm gối, mà người ta hay nói rằng cái gì vậy này, báo hiệu vậy, dễ bị rớt mạng lắm á. Không sao, đó là trục trặc kỹ thuật của máy, quý vị thông cảm ha. Thì quý vị thấy rằng trường hợp chứng đắc thánh quả A La Hán của vị tỳ khưu Quắc Cà Lý khi còn lơ lửng trên hư không, và ngài Ananda cũng là một điều hy hữu khi chân vừa hỏng lên đầu, coi như chưa chạm gối là hết pin hả? Bậy, ta chứng đắc thánh quả A La Hán là hết pin, khổ thiệt, chán liền câu làm rối độ hình ha. Quý vị nghĩ sao? Nếu nói chuyện chứng đắc thánh quả A La Hán là hết pin, không biết nói sao nữa. Rồi, hết pin sao còn nói chuyện được, thế này mà hết pin. Nên là cả nhà chuẩn bị hết tuổi thọ thì có, chứ hết pin thì chưa còn nói được mà. Rồi, báo gì? Trong khi đưa nói về cái thánh quả của ngài Quốc Cà Lý, một cái điều đặc biệt là ai thấy pháp là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai là thấy pháp. Vô thâm măng bát sạch tí, xô thâm măng bát sạch tí, tức là thấy pháp là thấy Phật, mà thấy Phật là thấy pháp. Chính vì vậy cho nên Đức Phật đuổi, ê, không được nhìn, không được nói, không được ngó, đi chỗ khác chơi. Và thấy rằng, ồ, như vậy Đức Phật đâu có thương mình nữa, không thương mình mới đuổi nha. Buồn quá, sống trong cái cuộc đời này thấy cái đẹp như vậy mà nhìn ngắm cũng không cho, sao Đức Phật nghĩ vậy, thôi chết đi cho rồi. Và cái tư tưởng nghĩ đến thần chết, rồi tìm lên cái đỉnh núi Linh Thiếu, gieo mình xuống để tự tử. Nhưng mà chính cái lúc mà gieo mình xuống, đó là cái lúc mà Ba La Mật đã trỗi dậy, đã chín muồi. Cho nên Đức Phật mới xuất hiện. Đức Phật xuất hiện là ông ta là nghĩ, ô, Phật còn thương ta mà, đâu phải Đức Phật đuổi rồi, rồi cái là rồi cái đi biệt tâm mất xác mà Đức Phật đuổi. Nhưng mà bây giờ khi mình buồn rầu sầu khổ, Đức Phật vẫn xuất hiện, tôi nghĩ Đức Phật vẫn còn thương. Thế là niềm tin phát khởi, rồi rất là hoan hỷ, rất là hoan nghỉ. Cái gì? Bản dịch của ngài Giới Đức hả? Rồi, cô Nhật Quỳnh bốt lên đi. Chính vì vậy mà Đức Phật chỉ cần nói một câu, ai thấy pháp là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai là thấy pháp. Và câu Phật ngôn này được xuất hiện. Ông ta chứng đắc thánh quả là hán ha. Bây giờ mới hết giờ chứ không phải là hết pin nha, cô Nhật Quỳnh. Bây giờ là hết giờ, chứ không phải hết pin. Rồi, chúng ta kết thúc ha. Bây giờ bên chúng tôi là 6 giờ 29 phút rồi. Chuẩn bị cũng đi đám ma. Đó, khi nãy quý vị nghe điện thoại đó. Chúng tôi cũng là con người nhiều chuyện, chứ đừng có nói rằng là Sĩ Kim lên sinh hoạt cứ nói nhiều quá, không phải.
chúng tôi nhiều chuyện hơn Chí Kim nữa, chứ không phải là một mình Chí Kim trong này là coi như bao hoa chích trà ha, mà chúng tôi là người nhiều chuyện nè. Rồi chúng ta kết thúc ở đây ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy, mà lời Phật dạy đây quan trọng là ai thấy Pháp là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai là thấy Pháp, chỉ tóm gọn lại chừng đó thôi. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả độ hộ trì chúng sanh. Những người tu dạ, máy ngài hết pin thiệt Ngọc Hàng quý vị. Máy báo hết pin, Nhật Quỳnh nói ngày này Nhật Quỳnh cảm nhận ngài ăn hiếp Nhật Quỳnh đóng quý vị. Dạ, cảm ơn đạo sư cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, thôi ngài Nhật Quỳnh xin phép được đóng rung nha đạt Nhật Quỳnh để ăn kinh rồi ăn cháo lương hoài à, Nhật Nguyên Tịnh này. Ngài là kêu cho ăn cháo lương điều riêu luôn vậy đó. Nên nói sao, chuyện nhỏ nghe mình càng ăn cháo lương thì mình sẽ mình học được nhiều hơn. Rồi, đó thấy không, không còn nhúc nhích định nữa rồi, bài luôn à. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được xuống mít. Dạ. Nguyện công đức tu trì hồi hướng đến chư thiên tâm thiên thần hộ pháp nhiều bài đến thần lực từ khắp cả thần hoàn từ không giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên tuân đồ hướng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyến thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu hiểu bình dứt khổ sầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ đăng hoa tam ai buôn nhang a sa va ca gia hoa an hô tu a ta ga tê ca lê do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây.